từ đầu tới cuối duy trì tại trong tương đương là thoải mái dễ chịu trình độ. Cô Nguyên Na trên khuôn mặt này xinh đẹp mang theo vài phần đỏ ửng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn xem cái kia nghiêm túc cho chính mình sửa chân nam nhân, ánh mắt cũng có một chút ngây dại. La Miên Vũ cùng đồng bạn đi, ngân sáp đại bằng chiến hạm tự nhiên cũng chỉ là có lại có hai người bọn họ. Sinh thái chiến hạm chỗ tốt lớn nhất, ngay tại ở đó có khả năng thông qua tinh thần lực lượng trực tiếp điều khiển tới cổ Nguyệt Na cùng với Đường Vũ Lân. Loại trình độ này thần thức căn bản là không cần đến phòng điều khiển chính đi, chỉ cần phân ra một sợi thần thức là có thể điều khiển tàu chiến hạm. Bọn hắn dùng thời gian một ngày thông qua thần thức cảm giác cùng với liên thông liền đang hiểu chiếc chiến hạm này hết thảy công năng cùng với điều khiển phương thức. Hiện đang phụ trách điều khiển chính là Đường Vũ Lân, đang ở nhướng ngân giáp đại bằng chiến hạm dưới phè phía Thiên Long Tinh phương hướng chậm rãi tới gần, nhưng lại bảo trì tại khoảng cách nhất định lên. Đây là Đường Vũ Lân lần thứ hai cho cổ Nguyệt Na sửa chân, lần trước vẫn là tại hành tinh mẹ lên, trèo lên trên chiếc chiến hạm về sau, bởi vì nhiều người mà lại lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhi tử, Đường Vũ Lân cũng không có nhắc lại ra. Nhi tử hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ thế giới, Đường Vũ Lân lập tức liền là tới lại lấy lòng, vẫn như cũ là lấy tên đẹp ngâm chân bắt đầu, sau đó hắn liền bắt đầu tự mình cầm đao, không sai biệt lắm là được rồi. Cô Nguyên Na lúc này thấp giọng nói ra. Ừ, được rồi, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng cũng không có phải kết thúc thanh tẩy cảm giác. Cô Nguyên Na hơi thù lại chính mình thế chân, ngươi không cảm thấy làm như vậy hết sức mất mặt sao? Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, gương mặt nhạc nhiên, mất mặt. Người nào, ta cho lão bà của chính mình rửa chân, đây không phải chuyện rất bình thường sao, chứng minh chúng ta ân ái. Ai là lão bà của người? Cô Nguyên Na lúc này trừng mắt nhìn hắn có chút xấu hổ nói. Trước kia, hiện tại tạm thời còn không phải, từ từ sẽ đến, không vội. Đường Vũ Lân vội vàng khẽ cười nói, lại đem chân của nàng kéo trở về tiếp tục tắm. Ngươi, cô Nguyên Na có một chút không biết lên nói cái gì cho phải. Làm sao vậy? Đường Vũ Lân hỏi. Cô Nguyên Na vội vàng lắc đầu nói, không có gì. Sau đó thì nàng lại ý thức được chính mình giống như phản ứng có một chút không đúng, nói tiếp, ngươi cảm thấy Hiền Vũ có thể bị nguy hiểm hay không? Đường Vũ Lân nói, theo hắn chỗ sàng thuật tình huống đến xem, nguy hiểm sẽ không có, mà lại ta cho hắn một kiện tín vật, nếu như hắn gặp nguy hiểm ta liền có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Nói như vậy chúng ta hẳn là có kịp thời chạy tới. Ừ, vậy thì thôi. Cô Nguyệt Na than nhẹ một tiếng. Làm sao vậy, không vui sao? Đường Vũ Lân hỏi. Cô Nguyệt Na nói, không có không vui, ta chẳng qua là có lúc cảm thấy hắn không cần thiết bốc lên trên dạng này hiểm. Kỳ thật hắn là không có thể nào thành tựu long thân, ta đều không thèm để ý. Ta chỉ hy vọng rằng hắn có thể bình an, một mực ở bên cạnh ta liền tốt. Đường Vũ Lân nói, chúng ta làm phụ mẫu đều là nghĩ như vậy, ta cũng sống vậy, thế nhưng chúng ta lại không thể nào không cho hài tử đi phát triển. Con của chúng ta như thế ưu tú, chúng ta hẳn là vì hắn thấy cao hứng mới đúng. Chúng ta dĩ nhiên muốn ủng hộ hắn quyết định, còn có chính là hắn chuyện làm bây giờ, đối với chính hắn tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Ngươi là nhìn xem hắn lớn lên, ngươi hẳn là hiểu rõ, hai loại không thông huyết mạch ở trong có thể là hắn, giống như là bom hẹn giờ. Coi như là chính hắn không tu luyện, nương tựa theo lấy thời gian biểu diễn, huyết mạch bên trong năng lượng vẫn là sẽ biến lớn. Hiền Vũ thân thể, đồng thời gồm cả huyết mạch của chúng ta. Bản thân, ngươi chính là Ngân Long Vương, mà trong thân thể của ta vừa có khổng lồ Kim Long Vương lực lượng, ta đều không thể nào tính là hoàn toàn là loài người, huống chi là hắn. Hắn tương đối mà nói, Long Tông huyết mạch ngược lại muốn so với nhân loại càng nhiều hơn một chút, cho nên hắn cũng nhất định sẽ hướng về Long Tộc như thế trưởng thành. Long Tộc trưởng thành cho dù là không tu luyện, cũng sẽ trở lên trên mạnh mẽ. Hắn có đường Kim Long Vương cùng với Ngân Long Vương huyết mạch, chỉ cần thời gian đầy đủ, trong cơ thể của hắn hai loại long lực liền sẽ một cách tự nhiên trở lên trên mạnh mẽ. Một cách tự nhiên hướng về phía thần cấp phương hướng này phát triển. Nếu như chính hắn không cách nào khống chế, hai loại huyết mạch muốn đột phá ngày đó, liền là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ một khắc này. Giống như là hắn ban đầu thời điểm đó thức tỉnh, liền gặp được vấn đề như vậy, tới lúc đó chúng ta đều chưa hẳn là có thể thay đổi gì. Cho nên chúng ta kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác. Ngược lại là hắn là duy trì hắn nỗ lực tu luyện, thông qua cơ duyên tới để cho mình vượt qua một khâu gian nan nhất. Nghe hắn, cô Nguyệt Na tâm tình cũng tùy theo đó bình phục lại. Ngươi nói đúng, hắn ban đầu võ hồn vừa mới thời điểm đó thức tỉnh, ta liền phát giác ra được vấn đề của hắn, cho nên sau này mới có thể duy trì hắn đi học viện sở lệ khác học tập.
Shilata cũng không nghĩ tới hắn tốc độ phát triển lại nhanh như vậy. Đường Vũ Lân cười nói, bởi vì hắn là con của chúng ta, hắn ưu tú, cái kia không là chuyện đương nhiên sao? Cô Nguyên Na lúc này lườm hắn một cái, được rồi, tẩy không sai biệt lắm đâu. Ừ, Đường Vũ Lân cho nàng xoa xoa chân, nắm chân của nàng đặt ở chân của mình bên trên. Bởi vì bị ấm áp nước ngâm qua, hai chân của nàng trong trắng lộ hồng, làn da thậm chí có mấy phần óng ánh cảm giác. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân trong lòng hơi có một chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Cô Nguyệt Na theo hắn ở trong ánh mắt, thấy được nóng bỏng, nàng vội vàng đem hai chân của mình thu hồi, kéo qua chăn mềm che mình ở chân. Người nên đi ra. Đường Vũ Lân thở sâu, nỗ lực ngăn chặn chính mình lúc này cũng có thể bùng nổ tình cảm. Bước lên chậu nước đứng người lên. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nhanh chóng đến Thiên Long Tinh phụ cận. Ngày mai chúng ta đi tìm cái kia long giới. Nói xong thì hắn quay người đi ra ngoài, đồng thời giữ cửa cho được Cổ Nguyệt Na mang tới. Khi hắn đi xa, Cổ Nguyệt Na mới xem như đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự đúng là sợ hắn nhào lên đấy, vậy phải làm thế nào? Đường Vũ Lân đi xa, nàng mới buông ra đối với khống chế của mình. Khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng, hai chân phía trên phẳng phân có lưu lại bàn tay hắn nhiệt độ. Không biết bao lâu trôi qua, ở trong cơ thể long lực xem như triệt để vững chắc xuống. Mặc dù vẫn như cũ cực kỳ trướng bụng, nhưng cuối cùng là có thể biến trở về hình người ban đầu bộ dáng. Là miền vụ ý thức tiến vào trong tinh thần chi hải, nhẹ nhàng hồ hoán. Đế thiên tiền bối ngay có ở đây không? Rất nhanh đế thiên đáp lại liền đến. Ta ở đây, tiểu chủ nhân. Lam Hiền Vũ nói, vừa rồi đa tạ, nếu không phải ngày giúp ta khống chế những cái kia hỗn tạp tinh thần ý niệm, tinh thần của ta chi hài, chỉ là chưa hẳn chịu được, cái kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ngay biết không? Đế Thiên trầm giọng nói, ta nhiều ít có thể đoán được một chút, chính như phụ thân ngài đoán như vậy, cái này lòng giới ta hiện tại có khả năng khẳng định, liền chính là lòng tộc mộ địa. Ngay thế những cái kia, ta cũng nhìn thấy nơi này, ta cũng trù thượng ra cùng với trước đó đã từng đi qua. Ồ, ta chính là Long tộc mộ địa, như vậy những cái kia, tinh thần ý niệm là chuyện gì đã xảy ra? Là miền vũ hỏi. Đế Thiên nói, Long tộc mộ địa là như thế nào hình thành ta cũng không biết, nhưng giống như đó là thuộc tại chúng ta Long tộc cuối cùng một nơi quy tụ. Lúc trước Long thần đại nhân ngã xuống, hóa là chủ thượng của mấy kim Long vương. Long tộc cũng đã không dựng dậy nổi, chiến bại tại trong thần giới bị triệt để xua đuổi. Trận chiến kia, Long tộc gần như toàn bộ ngã xuống, sau này chính là chủ thượng mang ta tìm được Long tộc mộ địa. Tại Long tộc mộ địa bên trong, chúng ta thấy được hàng loạt tộc nhân thi cốt, cũng chính là ở nơi đó, chúng ta tìm được Long thần đại nhân lưu lại xương cốt. Lam Miên Vũ giật mình nói, Long thần xương cốt có thể là hắn không phải là bị một phân thành hai về sau, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương sao, vì cái gì còn sẽ có xương cốt tồn tại. Đế Thiên nói, không giống nhau, bị chém xa hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chỉ là thần cách vị trí, mà Long thần đại nhân bản thân lại chỉ là vẫn lạc. Là hắn thần cách vị trí biến thành hai vị Long Vương, cho nên thân thể của hắn sau khi ngã xuống, liền sẽ trở về Long tộc mộ địa bên trong. Chủ thượng lúc trước mang ta đi nơi đó, liên lạc đi tìm Long thần đại nhân lưu lại hạch tâm. Chủ thượng thu được Long thần hạch tâm. Chỉ cần chủ thượng tại trong thôn phệ Kim Long Vương, liền có khả năng sẽ để cho Long thần đại nhân trở về. Đáng tiếc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút về sau mới nói, tình cảm của nhân loại cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tới chủ thượng. Lúc ấy chúng ta kỳ thật đều đã từng lực lượng khuyên qua nàng, để cho nàng sớm một chút xa tay, bởi vì khi đó chúng ta liền đã nhìn ra. Thời gian càng dài, chủ thượng đối với phụ thân của người hạ thủ khả năng liền sẽ trở lên trên càng nhỏ. Có thể kết quả sau cùng như cũ là như vậy, chủ thượng tha rằng hy sinh chính mình cũng không nguyện ý đưa hắn thôn vẽ. Dĩ nhiên thì hiện tại xem ra cũng không là chuyện xấu, nếu như không phải nói như vậy cũng sẽ không có ngày tồn tại. Có quan hệ với phụ mẫu tình cảm đó là ghi lại ở lịch sử loài người bên trên một trang nổi bật, là miền vũ tự nhiên hiểu rõ. Hắn hỏi, cái kia Long tộc mộ địa sau đó thì sao, sau này tình huống như thế nào? Đế Thiên nói, lúc ấy, chúng ta tại trong Long tộc mộ địa thời điểm đó, nhưng thật ra là gặp được phụ thân của người.
Hắn khi đó đang ở làm trong lòng cốt mai táng, nhớ như vậy tộc nhân thi cốt, sau này nghe nói hắn trọn vẹn dùng thời gian 3 năm mới đưa hết thảy lòng cốt mai táng dựng lên. Đối với điểm này, thân chí là lòng tộc, ta là phi thường cảm kích, hết thảy lòng tộc đều muốn cảm kích hắn. Tại về sau, lòng tộc mộ địa liền biến mất, căn cứ phụ thân của người nói, lòng tộc mộ địa cái kia tiểu không gian giống như là sụp đổ, không nữa kết nối tại chúng ta hành tinh mẹ, lại không nghĩ rằng lại là đến nơi này. Trước đó ngày chỗ cảm nhận được những cái kia tinh thần ý niệm liền chính là ngã xuống các tộc nhân truyền đến. Chúng ta long tộc năm đó cường đại nhất thời điểm ở tại thần giới bên trong.